Thưa quý vị, vụ án tiêu cực của ngành đăng kiểm hiện đang gây ra rất nhiều hệ lụy xấu khi mà hàng loạt lãnh đạo cũng như đăng kiểm viên đã bị khởi tố rơi vào vòng lao lý. Thậm chí là người đứng đầu ngành đăng kiểm là ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Và tại buổi họp báo mới nhất của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, một số nội dung dư luận quan tâm cũng được làm rõ, đó là để thành lập được các trạm đăng kiểm này, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng cho các cán bộ phòng ban, lãnh đạo phòng ban, đặc biệt là cho cục trưởng cục đăng kiểm để được cấp giấy phép thành lập các trạm đăng kiểm, từ đó gây ra những hành vi vi phạm pháp luật. Và hàng tháng, hàng quý các trạm đăng kiểm đều chung chi tiền cho cục trưởng cục đăng kiểm. Và tính cho tới thời điểm này thì ở khu vực phía Nam, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét 13 trung tâm đăng kiểm. Và kết quả điều tra hiện nay đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của 84 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Còn tại phía Bắc, cụ thể là ở Hà Nội, cũng đã có 11 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra hoặc là do không đáp ứng được điều kiện hoạt động. Thành phố hiện chỉ còn 20 trung tâm đăng kiểm với 39 dây chuyền kiểm định hoạt động. Thực trạng này hiện đang khiến cho rất nhiều trung tâm rơi vào tình trạng quá tải. Người có phương tiện đăng kiểm thì rất bức xúc và buộc phải nhờ tới lực lượng công an để can thiệp. Và trong nội dung câu chuyện buổi sáng hôm nay sẽ phản ánh một phần của góc khuất này. Mời quý vị theo dõi. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3301S do Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội quản lý. Sau khi bị dừng hoạt động, những ngày qua luôn trong tình trạng vắng vẻ, u ám. Trung tâm tạm dừng làm việc được viết vội trên tờ cát tông sẫm màu treo trước cổng ra vào. Cửa thì khóa chặt, chưa biết tới ngày nào được mở. Cách trung tâm này khoảng 400m là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2930S. Ùn tắc giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông căng mình phân luồng. Ngay cửa trung tâm này, những hàng xe xếp thành hàng dài cả trăm mét. Nhiều chủ phương tiện đứng lố nhố chờ lấy số thứ tự, hẹn ngày được đăng kiểm xe. Thậm chí là có những phản ứng bức xúc. Anh bảo là bây giờ để giải quyết hết ngày 10 đến ngày 18 đúng không? Bọn em trong kia còn được có đúng 8-9 cái xe. Thế thôi, đúng rồi. Đúng 8-9 cái xe ở trong đấy. Còn những cái người nào đi vào sau thì em không biết, nhưng bọn em là thực tế là bọn em chờ. Chờ xong rồi. Bây giờ lại bảo là không có số. Bây giờ còn độ 10 cái xe nữa, bọn tôi chưa có số ông. Bây giờ ông có mấy cái xe ưu tiên nhất nhá. Đấy, ông phải là ghi lại biển số xe, số điện thoại. Có những thời điểm cả chục con người kéo trực tiếp vào dây chuyền kiểm định xe, gây sức ép lên các đăng kiểm viên. Nhiều trường hợp yêu cầu gặp cả lãnh đạo trung tâm đăng kiểm. Đáng nói, ngay cả khi lực lượng công an xuất hiện, đám đông vẫn không muốn giải tán. Vẫn tiếp tục xếp hàng ở ngoài kia chờ liên tục luôn hay là để đến qua đêm, bởi vì thật sự ấy, đêm hôm qua em rất bức xúc luôn. Em bị phạt 3,5 triệu. Bởi vì em quá hạn 4 ngày, đi 4 trạm, 5 trạm rồi, 4 5 ngày hôm nay em phải xin nghỉ cả việc làm luôn, không thể làm được. Đến sáng nay bên gọi sang em bên Linh, bên cơ quan em bên đấy nhá, gọi sang bên đấy bảo đăng kiểm đi, cũng không còn một slot nào đăng kiểm luôn. Mà giờ em đi ra ngoài đường là bị bắt. Đấy, em vừa để mặt đường ngay chỗ này luôn. Sau công an đuổi em phải giạt xuống tận Pico dưới kia, em gửi tới Pico luôn. Rồi, em giải thích với anh là thực ra những cái trường hợp em rất là đồng cảm với anh đúng không? Mà tất cả nói thật với anh là bây giờ các trung tâm đăng kiểm ấy, người ta cũng làm đến gọi là đến cái ngưỡng cuối cùng rồi. Có những cái mà người ta cũng không thể nào mà giải quyết được tất cả những cái trường hợp đơn lẻ như các anh, đúng không anh? Không, em đang nói là tất cả không phải đơn lẻ. Đấy. Tất cả nhá. Đấy là đang anh dùng từ đơn lẻ là anh dùng sai. Không, em đang nói về cái trường hợp riêng của anh để không, em đang nói tất cả. Bất cập ấy thì cũng có bất cập và tốt cũng có tốt. Với những người già ấy, khi mà họ không biết sử dụng đến mạng internet thì là họ có thể là dùng được phát trực tiếp như thế này. Nhưng với những người trẻ ấy, với cả như mình phải đi làm thì là nên phát trực tiếp online, mình đăng ký trên đấy, sau đó thì mình đến mình lấy số mình vào làm luôn, nó tiện hơn. Xe của tôi thì hôm nay mới đến lượt, tại vì là xếp số từ hôm thứ năm thì khá là ở đây là do người dân các trạm đóng cửa nên là mọi người dồn hết vào đây nên xảy ra tình trạng là đông và quá tải, nên là khả năng ở đây bình thường người ta làm được 100 xe nhưng mà bây giờ ùn đến 200 hơn 200 thì là phải chờ đến lượt.
Một số lái xe phản ánh, sở dĩ bức xúc là do đã chờ từ nhiều ngày nhưng không lấy được số thứ tự đăng kiểm xe. Có nhiều trường hợp, thậm chí trắng đêm từ 2 đến 3 ngày liền, xếp xe để chờ tới lượt. Tôi thì không đánh giá gì về đăng kiểm, nhưng mà vì các trạm đóng cửa hết nên là mọi người dân chỉ có dồn vào những cái trạm đang hoạt động để đăng kiểm. Bây giờ mà chờ đăng kiểm này thì đúng là nó cũng sốt ruột thật, bởi vì là nó tết đến nơi rồi. Đấy, cái thứ hai đó là xe, lượng xe thì nó đông quá. Đấy, và các trạm thì lại ngừng hoạt động nhiều. Cho nên bây giờ ở đây chỉ có mỗi trạm này, cho nên là đông thì tất nhiên là chúng tôi cũng rất là thông cảm, bởi vì không ai muốn là cái sự việc nó như thế này đâu. Bây giờ là chúng tôi cũng có cái phương án là chúng tôi đã phát số cho khách hàng và phát trước mấy ngày đấy. Chúng tôi sẽ đảm bảo là cái theo thứ tự để đảm bảo công bằng là người trước đến trước, người sau đến sau. Tuy nhiên là có những trường hợp mà có những khách hàng người ta cũng không hiểu rõ, nên là người ta cũng có những cái bức xúc của riêng người ta, thì cái đấy cũng là thông cảm với khách hàng, là lúc này thì ai cũng là tâm lý là mong là mình sắp Tết rồi mình được đăng kiểm. Cũng theo ông Trung, hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2930S có 2 dây chuyền làm việc. Theo công suất thiết kế, mỗi dây chuyền chỉ kiểm định được 80 phương tiện một ngày. Dù đã tăng cường thời gian làm việc nhưng cũng chỉ đạt được khoảng 200 phương tiện một ngày với 2 dây chuyền. Từ trước nay là chúng tôi cũng vẫn phải đảm bảo cái quy trình làm việc. Thế nhưng mà thực sự là khi mà anh em mọi người như thế thì đúng là anh em làm thì cũng tâm lý là cũng hoang mang này, cũng có chút gì đấy mà cảm thấy là mình cảm thấy lo lắng. Còn không phải chỉ là vì áp lực công việc, mà vì cả rất là mọi việc nó đang dồn vào cái ngành, cái công việc đăng kiểm này. Khuyến cáo là hết là chủ xe có thể kiểm tra đầu tiên là cái giấy tờ kiểm định, giấy tờ khi trước khi vào kiểm định của mình, gồm có đăng ký xe, biên gốc hoặc là giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng còn hiệu lực. Chẳng hạn rất nhiều trường hợp là khách xếp hàng vào đến ở tận ngoài mà chúng tôi không kịp để kiểm tra giấy tờ hồ sơ kiểm định trước, thì lúc vào lại xe chẳng hạn như là quên không ai đăng ký, hoặc là giấy biên nhận thế chấp của ngân hàng hết hiệu lực lại phải quay về làm, rất mất công xếp hàng. Thế nữa là có thể check ở các trang thông tin đại chúng của Bộ Công an và app phạt nguội, rất nhiều xe cũng bị phạt nguội. Đấy cũng là một cái lỗi để từ chối đăng kiểm luôn. Trước tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây đã đề nghị công an cho phép các trung tâm đăng kiểm đang bị điều tra được hoạt động trở lại để giải quyết ách tắc. Cục này cũng giải thích khi tăng số đơn vị kiểm định sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc chờ đợi trong thời gian qua. Việc này không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vì hệ thống máy tính cũ vẫn giữ nguyên để phục vụ công an điều tra. Cơ sở đăng kiểm sẽ trang bị máy tính mới. Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ mới cũng sẽ được bổ sung để các đơn vị tái hoạt động, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của người dân trước và sau Tết Nguyên đán.